Hành trình Road to Miss Universe của Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đã đi đến chặng nước rút cuối cùng. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Việt Nam! Vừa qua, trong buổi lễ công bố đại diện Việt Nam đến với đấu trường Miss Universe 2021, Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đã được trao tặng chiếc vương miện quyền lực được thiết kế riêng. Đây cũng là lần đầu tiên một Á hậu được trao tặng vương miện trước khi đến với đấu trường nhan sắc quốc tế. Với vốn thời gian ít ỏi để chuẩn bị đến với đấu trường nhan sắc thế giới, nàng Á hậu cũng không quên dành thời gian cho các tổ chức và quỹ từ thiện mà cô tham gia để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Em chào chị Trâm ạ. Xin được giới thiệu với mọi người, hôm nay thì Duyên đã tìm đến chị Trâm Phạm, là nhà sáng lập cũng như là kim điều hành của tổ chức Tay Cộng Tay, Hands On. Và hôm nay thì Duyên tìm đến chị Trâm để mà có thể tìm hiểu những cái trường hợp, những cái hoàn cảnh của những em khó khăn, mà đặc biệt là những chị em nữ ở miền Tây. Hy vọng là hôm nay sẽ có được nhiều cái thông tin từ chị Trâm. Cảm ơn Duyên, cảm ơn em đã dành thời gian cũng như là quan tâm đến dự án nhỏ xíu từ chị. Tại sao mình gọi là Tay Cộng Tay? Tại vì mình tin rằng là bất cứ một cái việc gì hoặc là một cái tác động xã hội nào mình làm ấy, thì nó sẽ là sự chung sức của rất là nhiều người, chứ không thể nào là chỉ có một mình đội của mình hoặc là một vài cá nhân có thể tạo ra được cái ảnh hưởng lớn hoặc là tạo ra được cái thay đổi. Tại vì lúc đầu em nghĩ giống người em á, là chị là một người xuất phát điểm từ miền Tây giống em. Đó, em đang cũng rất là muốn tìm hiểu là tại sao chị là một người Sài Gòn nhưng mà lại có cái thôi thúc đó. Thích ăn đồ miền Tây, chị thương miền Tây, chị thương người miền Tây, chị rất là thương cái tính chân thật của người miền Tây. Và chị nghĩ là tại sao những cái một cái vùng miền mà có một cái đức tính đẹp như vậy mà không thể bay cao bay xa được bằng với những vùng miền khác về mặt gọi là giáo dục. Dạ, em cảm ơn chị Trâm hôm nay rất là nhiều về những chia sẻ của chị, và thật sự là rất là hy vọng là thời gian sắp tới em có thể góp sức mình trong một cái phần của tổ chức Hands On Tay Cộng Tay. Cũng rất là vui và cảm ơn Duyên. Hy vọng là sắp tới mình sẽ làm được với nhau nhiều việc hơn, mình sẽ tay cộng tay được nhiều thứ hơn. Dạ. Thật sự cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày hôm nay Duyên quyết định là sẽ tìm hiểu, thu thập những cái thông tin của các em có hoàn cảnh khó khăn để mà có thể kêu gọi những cái nhà hảo tâm, những cái nhà bảo trợ và gây lên những cái quỹ cho các em để các em có thể học hết cấp 3. Dạ, em chào chị Châu, em chào chị Dung cũng như là chào cô Thúy và bé Phượng. Xin được giới thiệu với mọi người, đây là chị Châu và chị Dung đến từ tổ chức Room to Read, và cô Thúy cũng như bé Phượng đến từ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Thị Một. Hôm nay thì rất là vui vì có sự góp mặt của hai chị cũng như là cô cũng như bé. Thật ra thì hôm nay em chỉ muốn là có một cái buổi chúng ta trò chuyện để mà hiểu nhau hơn những cái khó khăn mà học sinh cũng như là thầy cô giáo đang gặp phải ở cái đại dịch này, và mong muốn là tìm ra được một giải pháp để giúp đỡ cho các em có được những cái trang thiết bị học tập tốt nhất. Bé Phượng ơi, bây giờ là đang học online đúng không? Đúng như là em nhìn bản thân em cũng như là những cái bạn bè đồng trang lứa thì có cái khó khăn gì trong cái đợt học online này không, thì có thể chia sẻ cùng mọi người hay không? Dạ, em thấy là học online thì nó có rất là nhiều cái khó khăn, chẳng hạn như là về đường truyền mạng hoặc là không có đủ tập sách. Nhưng mà em thấy cái khó khăn lớn nhất là về trang thiết bị, tại vì dịch đến quá là bất ngờ nên là không phải ai cũng có thể chuẩn bị được cho mình những cái thiết bị học tập tốt, nên là nó là cái khó khăn lớn nhất. Hiện tại là ở trường mình là đang thiếu bao nhiêu thiết bị hả cô? Theo như thống kê của bên chỗ cơ sở vật chất nhà trường á, thì có tầm khoảng 112 em là đăng ký là không có thiết bị để học. Dạ, rất là cảm ơn cô Thúy về những cái chia sẻ rất là rõ ràng như thế này. Còn bây giờ đến chị Châu, chị Dung, em cũng muốn hỏi thăm mọi người tình hình như thế nào rồi ạ? Bên Room cũng đã khảo sát thì mình đang thiếu vào tầm khoảng là 70 cái trang thiết bị. Tức là chia sẻ với Duyên á, là khi mà mình chuyển qua dạy online á, nó không phải là chỉ có ảnh hưởng đến học sinh mình đâu, mà giáo viên thì cũng rất là khó khăn. Giống như Room Tourist có một số hoạt động mà giáo viên không có máy móc thì không thể nào làm được á. Thì khi khảo sát ra thì hầu như là bên mình có tầm 1/3 giáo viên họ cũng thiếu những cái trang thiết bị như thế này. Thật ra thì điện thoại thì họ có đó, nhưng mà ý là mình nói để một cái người điều hành hoặc là một cái người triển khai hoạt động mà nếu mà sử dụng điện thoại thì nó sẽ rất là bất tiện, nên họ vẫn cần có một cái laptop hoặc là một cái màn hình máy vi tính để họ thao tác nhiều hơn, có thể truyền đạt được những cái thông tin như vậy. Dạ rồi, bây giờ em đã nắm được thông tin rồi, hy vọng là em sẽ có thể truyền đạt lại hết tất cả những cái khó khăn này đến với những mạnh thường quân, những tổ chức mà có thể
bảo trợ được cho các em những cái trang thiết bị học tập, và rất là hy vọng là sẽ trong một cái thời gian sớm nhất em sẽ có được cái tin vui này. Dạ em chúc chị là sẽ giành được kết quả tốt nhất trong cuộc thi sắp tới. Chúc mọi người luôn giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn cô, cảm ơn hai cô trò nhiều lắm. Dạ. Dạ hẹn ngày sớm nhất là chúng ta gặp được nhau nha. Chị Dung, bye bye chị Dung. Ạ. Mọi người, hiện tại thì Duyên đang có mặt tại trụ sở chính của Nam Á Bank. Đối với Duyên thì Nam Á Bank là một trong những doanh nghiệp luôn hướng về cộng đồng, và mình cảm thấy rất là biết ơn, rất là trân trọng vì trong 2 năm đương nhiệm, Nam Á Bank đã đồng hành cùng Duyên rất là nhiều trong những dự án về cộng đồng của mình, đặc biệt là những dự án về môi trường và giáo dục. Và ngày hôm nay thì Duyên sẽ thuyết trình để kêu gọi một cái số tiền cho cái quỹ lan tỏa yêu thương của Duyên. Mình rất là mong muốn buổi gặp gỡ ngày hôm nay sẽ thành công tốt đẹp, tại vì đây sẽ là một cái số tiền mà mình sẽ trao tặng cho các em học sinh nghèo. Bây giờ thì Duyên đang rất là nóng lòng để lên gặp ban lãnh đạo của Nam Á Bank và hy vọng là mình sẽ may mắn thành công trong buổi gặp gỡ này. Mọi người cùng theo chân Duyên nhé. Chào Kim Duyên. Dạ em chào chị. Chúc gửi Kim Duyên thẻ tín dụng JCB Platinum của Nam Á Bank. Dạ em cảm ơn chị ạ. Ngoài ra Nam Á Bank còn có thẻ tín dụng Happy Digital, đây là thẻ phi vật lý. Mình có thể mua hàng thanh toán trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, hoàn tiền đến 10% luôn. Ui hay thế, chị có thể chỉ cho em mở luôn được không? Được, mình cái này thao tác đơn giản trên ứng dụng Open Banking, đăng ký ngay luôn. Đây, mình sẽ vào một thẻ ứng dụng Open Banking. Dạ. Mình sẽ chọn vào một thẻ. Dạ. Vào một đăng ký thẻ. Ừ. Ở đây mình sẽ chọn cái số thẻ mình liên kết như thẻ tín dụng JCB Platinum. Ừ. Ở đây mình sẽ nhập hạn mức. À, 100 triệu. 100 triệu. Dạ rồi. Ở đây có các điều khoản và điều kiện để dạ. sử dụng thẻ. Mình sẽ đọc điều khoản, điều kiện. Đó, thao tác đơn giản vậy là xong rồi đó. Vậy là em có thể dùng ngay được cái thẻ này ở trên những cái app về thương mại điện tử khác. Đúng rồi, mình có thể sẽ mua được ngay luôn. Khi mà thẻ kích hoạt thành công. Chị có thể chỉ cho em luôn cách dùng được không? Có nghĩa là khi mình mua hẹn mua như thế nào á. Tại vì trong thời gian sắp tới này em sắp đi thi rồi, em phải mua rất là nhiều đồ, mà em rất là ưu tiên chọn những cái đồ mà mua được online, nó vừa an toàn cho bản thân mình mà nó vừa nhanh tiện lợi nữa. Mình sẽ mua thử trên sàn Lazada ha. Dạ. Lời đầu tiên thì cho phép em được gửi lời chào đến anh Cường. Thật sự rất là trân trọng khi mà anh đã dành cái thời gian quý báu của anh để nghe cái buổi thuyết trình của em. Dạ, em xin được giới thiệu đôi nét. Em là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, là Á hậu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019. Và ngày hôm nay em đến đây để kêu gọi đồng hành cùng em trong một cái dự án về giáo dục cho những chị em nghèo hiếu học, những cái người sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước mình. Và giáo dục luôn là một cái điều trăn trở mà em muốn hướng tới, em muốn ước mơ em làm được một cái điều gì đó cho những trẻ em nghèo hiếu học, đặc biệt là những trẻ em ở miền Tây quê em, Cần Thơ. Em cũng đã có cho mình rất là nhiều những cái dự án trong 2 năm mà em đương nhiệm. Đầu tiên là về quỹ lan tỏa yêu thương, là một trong những cái điều mà thôi thúc em sáng lập nên quỹ lan tỏa yêu thương để có thể giúp đỡ cho những trẻ em nghèo hiếu học. Bên cạnh đó thì em cũng là thành viên của tổ chức Hands On, một trong những cái tổ chức cũng hướng về những trẻ em nghèo hiếu học, mà đặc biệt là những trẻ em mà bị ảnh hưởng rất là nặng nề trong đại dịch Covid. Một cái điều mà em rất là vinh dự là em cũng được đồng hành cùng Room to Read để định hướng cho các em, đặc biệt là những trẻ em gái ở miền Tây, để các em không bỏ dở việc học. Khi mà em đi gặp được những em bé này thì nó cũng là cái động lực cho em rất là nhiều, để em biết rằng cái sứ mệnh của bản thân mình, cái trách nhiệm của mình, và em vững tâm với điều đó. Và đặc biệt là Nam Á Bank thì không chỉ được biết đến là một ngân hàng đi đầu trong công nghệ số, mà em còn tin chắc Nam Á Bank luôn được biết đến là doanh nghiệp vì cộng đồng, với rất là nhiều những cái dự án về giáo dục, về bảo vệ môi trường, về chăm sóc sức khỏe, đền ơn đáp nghĩa. Và đó cũng là cái
lý do mà ngày hôm nay em đứng đây gặp anh để kêu gọi mọi người đồng hành cùng em trong cái dự án lần này của em. Với 200 triệu em sẽ trao học bổng cho 9 em học sinh nghèo hiếu học và 9 máy tính bảng cho các thầy cô mà lại không có đủ điều kiện để mà trang trải cho cái việc dạy học. Và em hy vọng là Nam Á Bang sẽ đồng hành cùng em trong lần này. Dạ, cái phần thuyết trình của em cũng đã xong. Thì đây là những cái gì mà em muốn chia sẻ, thì anh có câu hỏi nào đặt ra không ạ? Trước tiên thì thay mặt cho Ngân hàng Nam Á cảm ơn Kim Duyên đã có những cái chia sẻ giống như những cái tâm tư mà hướng đến một cái thế hệ trẻ trong tương lai. Và một trong những câu chuyện rất nóng đó là giáo dục. Thì anh cũng có một vài cái câu hỏi để mà hỏi rõ hơn, cũng giống như là chia sẻ đến cho Kim Duyên. Cái thứ nhất là với cái số tiền 200 triệu đồng. Tuy nhiên theo Kim Duyên nghĩ, với cái số tiền như thế thì nó đã đạt được những cái ước nguyện đầu tiên chưa, hay là mình cần một cái khoảng thời gian, cần một khoản tiền nhiều hơn nữa? Dạ, thật sự ra 200 triệu lần này em kêu gọi là nó rất cấp thiết cho chính em cũng như là chính thầy cô để trang trải đủ được kịp thời, kịp lúc để các em có thể đi học ngay lập tức. Và em nghĩ đây là một cái dự án dài hơi. Và khi mà nói về giáo dục thì nó là một cái chặng hành trình rất là dài. Và em tin chắc rằng không chỉ trong cái thời điểm này, mà kể cả là sau khi em đi thi về, em sẽ còn đồng hành rất là nhiều và cũng sẽ làm rất là nhiều, nỗ lực hết sức mình để mà còn có thể kêu gọi nhiều hơn nữa, cũng như là làm một cái nơi kết nối được những mạnh thường quân, cũng như là những cái tổ chức, những cái doanh nghiệp như Nam Á Bank để đồng hành cùng với em trong thời gian sắp tới. Đương nhiên rằng là Nam Á và đại diện là anh sẽ thống nhất là đồng ý để trao cái số tiền 200 triệu cho Kim Duyên. Anh nghĩ là đây cũng là một trong những bước đầu để mà trong một cái hành trình dài đóng góp cho cái sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên thì anh cũng có một chút quan tâm thêm là đối với một á hậu hoặc là một hoa hậu, thì khi mà gắn tên tuổi của mình vào một cái lĩnh vực nào đó thì đương nhiên rằng nó phải mang tính tương đồng, hoặc là mình phải có nhiều thời gian để mình tương tác. Thì với cái vai trò là một đương kim á hậu hoàn vũ như Kim Duyên ở đây, thì không biết rằng là Duyên có dành được nhiều thời gian cho cái ngành giáo dục của Việt Nam hay không? Anh lo lắng điều đó. Thì Kim Duyên có thể giải thích cho anh thêm, hoặc là cần kêu gọi thêm, hoặc là có một cái kế hoạch gì để mà nó lớn lao hơn? Thật ra cái quỹ Lan Tỏa Yêu Thương em đã thành lập trước khi cả em tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và khi mà em nói những cái câu chuyện về những trẻ em mà em đã gặp được, thì những cái ước mơ, những cái hoài bão của các em, những cái điều mà các em chia sẻ với em, nó làm cho bản thân em càng ngày càng vững tin là những cái điều mà em làm nó không còn là trách nhiệm nữa, mà nó là sứ mệnh của bản thân em. Và những cái gì em đang làm hiện tại em sẽ vẫn tiếp tục làm trong tương lai. Và khi mà em tham gia tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới thì nó cũng sẽ là một cái bệ phóng cho em, để em có đủ tiếng nói của mình, cái hành động của bản thân mình để mà kêu gọi những cái doanh nghiệp, ví dụ như Nam Á Bank, để mà đồng hành dài hơi, chúng ta có thể làm được cho giáo dục, làm được cho những trẻ em của đất nước mình. Rất là cảm ơn Kim Duyên. Quỹ Lan Tỏa Yêu Thương em chia sẻ rằng là nó đến từ trước khi em tham gia cái cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Thực sự là nếu mà chúng ta đã có những cái suy nghĩ đó trước khi chúng ta được nổi tiếng thì điều này đúng thật là cũng rất là không có nhiều người. Điều này thì anh cho rằng là nó không phải xuất phát từ cái việc là đánh bóng tên tuổi mình nữa, mà nó xuất phát từ trái tim. Và nếu là đã xuất phát từ trái tim thì anh nghĩ rằng em sẽ rất thành công trong cái khoảng thời gian sắp đến. Và cũng mong rằng Kim Duyên cũng sẽ luôn luôn lan tỏa những cái yêu thương đến cho những đứa trẻ không may, tiếp tục trong cái con đường học tập và cũng sẽ có được một cái tương lai tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn và chúc mừng cho bạn đã có được cái suy nghĩ rất là đúng đắn này. Dạ, em rất là cảm ơn anh vì đã dành thời gian quý báu để mà nghe những cái chia sẻ của từ bản thân em. Và cũng rất là biết ơn Nam Á Bank luôn luôn đồng hành cùng em, cùng với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, để mà lan tỏa từ những cái trái tim thật sự của mình đến với cộng đồng, đến với những cái người mà chúng ta cần giúp đỡ. Và đặc biệt là lần này thì em thay mặt rất là nhiều những cái bé học sinh mà sắp tới đây được Nam Á Bank trao cho cái quỹ học bổng, trong cái quỹ học bổng này, thật sự là rất là cảm ơn Nam Á Bank. Sau khi nghe Kim Duyên trình bày về cái dự án liên quan tới giáo dục, thì đầu tiên tôi cho rằng đây là một cái dự án đi vào lòng người, có chiều sâu và có tầm nhìn để mà giúp được cho
những các em mà đang gặp những cái hoàn cảnh khó khăn và cũng sẽ mở được một cái tương lai tốt hơn, tạo niềm tin và tạo ra được một cái sức sống cho một thế hệ trẻ. Dạ, em rất là cảm ơn anh Cường cũng như là Nam Á Bank đã đồng ý cũng như là đồng hành cùng em trong cái dự án lần này ạ. Thứ nhất là cũng chúc mừng Kim Duyên và cảm ơn Kim Duyên đại diện Nam Á. Dạ. Cũng xin gửi một cái số tiền để mà bước đầu hỗ trợ cho Kim Duyên đồng hành cùng các cái chương trình thiện nguyện của mình. Dạ, em cảm ơn anh, em cảm ơn Nam Á rất là nhiều ạ. Trời, Nam Á chu đáo quá. Đóa hoa này sẽ chúc Kim Duyên sẽ luôn luôn tỏa nắng và luôn luôn đẹp như những đóa hoa. Dạ, em cảm ơn anh. Và đại diện của người phụ nữ Việt Nam đi đấu trường quốc tế nữa. Dạ, dạ em cảm ơn anh, Nam Á chu đáo quá. Okay, today we got kettlebell swing. Yeah. We got goblet squat. Mm. We got to row. Row. For 30 seconds. So 25, 25, 30 seconds, 25. Why 25? This is too much. Well, we're gonna have to show Miss Universe what it takes to make a strong mind. And if you're quiet today, it's okay. It's okay, don't cry. It's okay. No. Something that we need to be able to have an extremely strong mind for. So every day we challenge her on a physical level to make her have more confidence, more self-esteem, more power and belief in herself. 25 kettlebell swing. Chin up, chest out. Be proud, Miss Universe. Make me proud. Go. 1, 2, 3. Breathe. 4. Bumpy slam. 25. Go. Here we go. Don't give up on me. It changes her because she understands the concept of never give up. The thing is when we give up, the body never gives up. The mind will always give up first. When we can teach the mind to be stronger than the body will just simply follow and do what the mind tells it to do. Now, attack. Up, up. Ah. 6, there you go. 7. Ah. Down, down, down. Okay, number one. Ah! Number one, you stop. Go. 3, we gotta do 15. Now we go to 20. 3, 2, good. 1. Có rất là nhiều lúc mà bản thân mình cảm thấy không thể nào cố được nữa, quá mệt. Rất là muốn bỏ cuộc nhưng mà mình luôn nghĩ đến những người yêu thương, ủng hộ mình và mình cố gắng. Cũng như là nghĩ đến cái mục tiêu của mình, cả hoa hậu mình cũng. Come on, show them what it takes to be Miss Universe. Show them what it takes. Show them what it takes. Don't stop right there. Mình rất là biết ơn bác Ao, nhưng mà đồng thời trong cái lúc tập đó, có rất nhiều lúc mình rất là giận bác Ao. Tại vì quá mệt, nhiều khi rất là muốn bỏ cuộc nhưng mà bác cứ đẩy mình. 2, hips forward. À. Well, obviously I wish her to do well in Miss Universe, but really I wish for Alice's to have a long, fulfilled, very balanced life, far, far beyond Miss Universe. 15. Are you sure? Sure. Sure. Want some more? Yes. No. No. Sure. Sure. Okay. Yeah. Mình rất là biết ơn, nhưng mà cô cũng rất là biết ơn.
Mọi ơn vì luôn đẩy cho mình gọi là tìm ra được cái sức mạnh ở bên trong của mình. Mọi người, hiện tại thì Kim Duyên đang có mặt ở một nơi rất là quen thuộc, đó chính là Touch Music. Touch Music là người bạn đồng hành cùng Kim Duyên kể từ cái lúc mà Kim Duyên đăng quang Á Hậu mỗi nay. Và ngày hôm nay thì Duyên có một cái lớp học rất là quan trọng, đó chính là luyện thanh và cảm nhịp. Mọi người cùng theo chân Duyên nhé. Dạ, em chào thầy ạ. Chào Duyên. Thì hôm nay mình sẽ cùng đi qua với nhau hai bài học ha. Dạ. Bài học thứ nhất là mình sẽ cùng với nhau sẽ là luyện thanh để dạ. mà giúp cho Duyên có được một cái nền tảng về giọng nói tốt. Dạ. Và bài tập thứ hai là bài tập giúp cho Duyên có được cái sự cảm nhận về âm nhạc, đặc biệt là nhịp. Nó sẽ hỗ trợ cho Duyên rất là nhiều trong cái phần mà trình diễn khái quát của mình trong cái dạ. con đường Road to Miss Universe lần thứ 70. Dạ. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi ra đây. Dạ. Rồi. Bây giờ trước khi mà mình bước vào bài học á, thì rất là muốn Duyên ở đây trực tiếp nói cho anh nghe được một lần nữa là cái cách mà mình sẽ hô tên và cái khẩu hiệu của đất nước mình như thế nào dạ. ở trên đấu trường quốc tế. Giờ Duyên dạ. sẵn sàng chưa? Thì mình sẽ nói trước nha. Dạ. Rồi, 1, 2, 3. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Việt Nam. Rồi. Ok, tốt hơn rất là nhiều rồi. Xin chào mọi người, hiện tại thì Duyên đang có mặt tại trụ sở chính của IJC Jam Group. Và ngày hôm nay thì Duyên đến với IJC để mà lựa chọn cho mình những bộ trang sức mang đến Hoàng Vũ. Duyên rất là tự hào khi là đại sứ của IJC và rất muốn gửi một lời cảm ơn chân thành vì IJC đã luôn đồng hành, ủng hộ Duyên trong thời gian vừa qua cũng như là trong thời gian sắp tới với Hoa hậu Hoàng Vũ. Của Road to Miss Universe đó chính là tập chị em. Bây giờ thì Duyên sẽ pha cà phê Luna để mời các chị. Mọi người hãy đón thử xem là Duyên có những vị khách nào trong tập này nhé.
học thí sinh mới được quay lại Miss Universe. Cho đến ngày hôm nay khi mà gặp lại Duyên, Hằng thấy có rất là nhiều sự khác biệt, hoàn toàn khác rất là nhiều. Em ốm đi nhiều hơn, em thần thái hơn và điều đó làm cho Hằng rất là vui. Lần đầu tiên thì cho em được cảm ơn các chị rất là nhiều ngày hôm nay đã nhận lời tham gia chia sẻ ngày hôm nay với em. Thật ra em sẽ là host của ngày hôm nay. Em sẽ có một cái trò chơi cho các chị. Đây là trò chơi thanh gỗ. Thanh gỗ này thì sẽ có những cái từ khóa, bóc được thanh gỗ nào, có từ khóa nào thì mình sẽ nói chuyện về chủ đề đó. Liên quan tới em? Dạ thì liên quan tới cuộc thi Miss Universe. Phải liên quan tới em nữa chứ. Dạ. Liên quan tới Roto tất nhiên rồi. Ai mà làm đổ thanh gỗ này thì sẽ phải uống 1.5 cái ly này. Rượu. Ly đó là ly gì đó? Và 5 cái ly này thì là một cái loại nước rất là đặc biệt. Bình thường luôn. Dạ bây giờ thì em mời các chị chơi. Đây là coi như là đây là cái thử thách của các chị. Rung tay. Dạ vì sợ rồi. Vì sợ. Dạ cả rồi. Bây giờ chị hỏi nè, dạ. Trong đây có những thử thách giống như là chị hãy đứng lên và múa cột hay là gì không? Không nói thôi. Dạ không. Nói thôi. Này, chắc là cái đó rồi. Cái đó là chị rút, nhưng mà chị muốn múa thì chị đứng lên chị múa nha. Không có nội dung trong này. Rồi ok thôi. Dạ. Chị làm luôn nha. Ha. Dạ. Mẹ ở giữa cho nó an tâm nữa. Cái đầu tiên thôi em tự cày luôn. Không sao từ từ thôi, đừng rung tay. Rồi. Bikini. Wow. Chị diễn hay quá. Các bạn nghĩ Kim Duyên nên trình diễn bikini như thế nào và cần làm gì trước phần trình diễn bikini? Chị nghĩ là trong cái phần bikini á, cái thực ra cái hình thể của mình thì nó như thế, mình tập luyện đến thời điểm mình đi thi là cái body của mình như vậy rồi. Mà chị nghĩ cái tinh thần của bộ bikini á, nó phải là tự tin. Nó phải rất là tự tin, vui vẻ, tràn đầy năng lượng á. Bây giờ làm như thế nào để mình đạt được cái trạng thái đó khi mà mình ra sân khấu? Có những cô cười giống trái tim của họ cười vậy đó. Thì mình cảm thấy là rất là thu hút. Khi bước vào trong cái phần bikini này, nội tâm của em sẽ suy nghĩ cái điều gì, như thế nào? Nó là gợi cảm nhưng mà không phải là quá sexy quá. Phải là kiểu gì đâu mà kiểu mà năng lượng vui mình vẻ diễn à. Mình diễn rực rỡ. Sang thôi. Em nghĩ sang, là diễn sang và ngọt ngào và đáng tin cậy. Chị nghĩ là cái sự đáng tin cậy nó rất là quan trọng với Miss Universe bây giờ. Đối với chị là phần bikini cực kỳ quan trọng luôn. Nên em phải làm sao này, về tóc tai này, về make up, về giày, em đặc biệt là đôi giày nữa. Vậy em phải đi đôi giày nào thật thoải mái nhất cho em, đôi giày nào em cảm thấy là em tự tin nhất và em có thể nhảy lên trên đôi giày đó luôn. Em sẽ nên để kiểu tóc gì trong cái phần bikini này? Em phải nhìn em là em tự tin nhất với kiểu tóc nào. Chị cảm thấy là em để thẳng. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ chị nghĩ là dạ hội bikini phải là hai cái layout tóc khác nhau. Nhưng mà quan trọng là không biết có thời gian hay không á chị. Tại vì tóc Duyên cũng nhiều với cũng dài nên là bây giờ thật ra em thấy là giống như Miss Universe không còn giống như ngày xưa là bắt buộc là mình phải tóc thẳng hoặc tóc xăng. Em thấy các bạn vẫn có thể búi hay là cột. Nó như rất là nhiều những cái kiểu mà mình vẫn có thể mà mình mặc dạ hội hay là mình bikini mình đều sử dụng được. Nên là mình phải tính cái khoảng thời gian làm sao đó để mà nó phù hợp. Tới chị Hằng nha. Chị bóc cái này nha. Rồi em thấy thích rồi. Ôi sao nó dễ vậy quá nè. Giao tiếp, giao tiếp. Khó quá nè. Rồi em bây giờ em bắt đầu đi học tiếng Do Thái là được. Em nói được không? Em nói được từ nào không? Nói được. Mấy cái từ kiểu ngoại giao tạo ấn tượng thôi. Lai lai thôi. Chúc mừng hả? Chị nghĩ tiểu mới gặp người ta buổi sáng. Thấy không? Thấy thì cô giáo gì kỳ quá, cô giáo mới dạy nghiêm túc. Đùa chứ, cái giao tiếp này là gặp ban giám khảo đó, chị My có kinh nghiệm gì chia sẻ với Duyên? Ban giám khảo thì họ cũng nói được tiếng Anh mà. Dạ. Cho nên là tiếng Anh của Duyên cũng rất là tốt để mà giao tiếp với ban giám khảo. Và em học một vài câu Do Thái nói chuyện cho vui thôi. Dạ đúng rồi. Được rồi. Thì em học chào nè, rồi hỏi sức khỏe nè, bạn đến từ đâu, mấy câu đơn giản như vậy. Nhưng em nghĩ là không chỉ riêng nước Israel không, mà em nghĩ là các nước khác luôn cũng vui. Ví dụ giống như là mình học luôn vài câu tiếng Thái, tiếng Phi. Philippines. Abacaba. Em đi tìm biết được cái từ của bạn Malaysia. Có nghĩa là mình biết, mình gặp các bạn, mình sẽ chào các bạn với những cái câu nói như vậy thì em nghĩ nó sẽ lấy được những cái ấn tượng. Dạ, vui. Cứ chào hỏi mọi người một cách tự nhiên nhất, không phải bắt ép mình phải là đến chào hỏi người ta trước hay là mình phải như thế này, mình phải như thế kia không. Phải chính là em thôi. Em thoải mái nhất thì em phải cười tươi nhất, rồi em vui nhất, em trao đổi nhiều với các bạn.
nói chung thoải mái nhất, tự nhiên nhất. Duyên lúc nào cũng cứ là chính mình. Em cứ vui như khi mà em gặp mọi người ở nhà đó. Với lại hơn bao giờ hết thì khi mà mình xong cái cuộc thi thì mình về là mình sẽ vẫn có được cái sự liên lạc của những cái người bạn đó, rất là dễ thương. Không phải là chỉ là gọi là nhau là đối thủ trong cuộc thi, nhưng mà đâu đó khi mà mình thi về có thể là một trong những người chị em tốt của nhau. Nếu như em có cơ hội hay em có điều kiện em giúp đỡ các bạn thì càng tốt nữa. Dạ. Đối với bạn cùng phòng á, chị nghĩ là mình phải có tinh tế. Tại vì bạn cùng phòng là có những cái va chạm về mặt thời gian hàng ngày. Toilet chính xác. Phải chia ra. Phải chia ra thời gian rõ ràng, như là ok, bạn tắm trước hay tớ tắm trước hay tớ tẩy trang trước rồi bạn tắm trước, mình phải chia ra. Và đừng có ngại cái chuyện mà sử dụng chung nhà vệ sinh. Bình thường á, em là ở dạ năm của em là ở với bạn Malaysia. Nhưng mà em thì giống như là khi mà em là người được đầu tiên được vào phòng rồi em không có để hành lý, em không có bắt gì hết, em vẫn cứ giữ nguyên. Xong rồi em đợi bạn vào phòng, rồi em hỏi bạn là bạn thích ô ngủ bên nào, em cho bạn chọn trước. Thì bạn nói là mình thích nằm ở bên kia, thì em nhường cho bạn. Rồi kể cả ở trong toilet thì có một cái gương rất là lớn, rồi có đèn luôn, nhưng mà em vẫn nhường cho bạn luôn. Em ngồi, em có một cái đèn nhỏ, rồi em có cái kính nhỏ em coi thôi. Nên là mỗi lần mà lần nào cũng vậy, bạn thấy em chỉ có khi mà mỗi lần mà uống tóc hay gì á thì em phải cần đứng kế bạn ở trong toilet. Thì lúc mà hai người đứng kế nhau, nhưng mà mỗi lần mà bạn thấy em mới cướp xong bạn nói wow, lúc nào bạn cũng wow á. Nhưng mà em thì rất là may mắn, năm của em thì khi mà gặp bạn Malaysia thì bạn rất là tử tế, bạn rất là dễ thương, mình rất là ngọt ngào, và cả hai người nương nhau. Rồi nhiều khi em mỗi lần mà em đặt quá thức thì tới giờ đó là em là giờ em sẽ make up, thì em sẽ gọi bạn, bạn nói là bạn ngủ thêm 5-10 phút nữa, tí em nhớ gọi bạn nha, thì tí em sẽ gọi bạn. Em thấy mà hơi bắt đầu hơi trễ một xíu là em sẽ gọi bạn. Thì nương nhau, nên là trong cái quá trình là thi với nhau thì chia sẻ với nhau rất là nhiều. Rồi chia sẻ những câu chuyện về gia đình, về cuộc sống, về tình cảm, nói chung là không có giấu gì nhau hết. Nên là em đã có một cái hành trình rất là đẹp. Vậy thì chứng tỏ là thí sinh Việt Nam rất là thường xuyên được ghép với Malaysia và Thái Lan. Em cũng vậy hả? Năm thi Miss World của em á là ở với Malay, nhưng mà năm thi Miss Universe thì ở với Thái Lan. Cho nên em nghĩ là thật ra là ghép là có mục đích. Tại vì mình là các cụm châu Á. Nên em có thể là từ bây giờ luôn tiếp cận hai bạn đó là làm quen trước đi, xong rồi lỡ mới có chung phòng. Và thực sự năm nay không có Malaysia. Năm nay không có Malaysia với Indo. Vậy thì khả năng là em ở với Thái Lan. Em nghĩ khả năng cao năm nay chắc có thể là em sẽ ở với Philippines và Thái Lan. Nói chung như Vân này, khi mà câu chuyện của Vân chia sẻ thì mình không cần giúp đỡ người ta, nhưng mà mình nhường nhịn người ta một chút xíu cũng được. Mình cho người ta chọn lựa trước cái gì tốt nhất, ok hết. Mình tự sắp xếp những cái thời gian hay là việc cá nhân của mình. Cái đó không cần phải giúp đỡ, mình nhường nhịn người ta xíu cũng được. Nó làm cho hai chị em cùng phòng nó trang hoài với nhau á. Mặc dù mình phải lúc nào mình phải tập trung cùng lúc nè, mình phải dạy cùng lúc nè, mà mình về phòng biết là cả hai cùng mệt, nhưng mà nhiều lúc mình nhường nhịn nhau á, mình giúp đỡ nhau về ăn uống thuốc men này kia thì hai chị em bắt đầu có sự gắn kết. Tại vì mình ở đơn giản đi, mình ở nhà với chị mình một tuần đi, mình đã sẽ có sự cãi vã nhau rồi. Còn cái này em ở 3 tuần trời, em phải làm sao cho đó hai chị em phải một cái sự trang hòa với nhau á, để còn giúp đỡ nhau nữa. Chấp nhận sự khác biệt, mình cứ ăn ở sạch sẽ quá mà người ta bừa bộn tí phải chấp nhận, cũng ok. Lúc mà chị thi á là chị quá nhiệt tình đối với người ta, cho nên lúc nãy giống như Hằng nói là em không cần phải là em cố gắng giúp người ta mọi lúc mọi nơi. Nếu như mà người ta cần á thì em giúp, còn không cần thì thôi em đừng giúp. Tình quá người ta nghi ngờ. mình đúng rồi. Thôi thôi, người ta khác văn hóa của mình, cái này nói luôn. Với lại em nghĩ là tất cả mọi thứ sẽ phải có quá trình thời gian. Giống như là ví dụ như ngày đầu, ngày 1, ngày 2, ngày 3 thì có thể là bạn vẫn sẽ chưa có thực sự là mở lòng với mình. Nhưng mà những ngày tiếp theo sau đó, nhưng mà bạn cảm nhận được mình rất là tử tế, mình rất là đàng hoàng, mình hỗ trợ bạn hết mình, thì tự nhiên tới lúc đó là hai người thân lúc nào không hay. Chị sợ em là kiểu quan tâm người ta quá thôi. Chị sợ như vậy cho nên lúc sợ em là tính ích kỷ lệ không có rồi. Chị sợ em bị quan tâm quá người ta bị cú sốc quá chị. Sốc tinh thần kiểu em sẽ từ từ em sẽ từ từ em sẽ kìm lại cái sự quan tâm của em. Giống như là cái gì mà too good to be true thì nó sẽ too good to be true. Người ta nghĩ vậy đó. Nói con nhỏ này nó có chiêu gì không ta. Rồi, như vậy là muốn giao tiếp ở đâu cũng được đâu. Mới có bước 1 của giao tiếp, đó là giao tiếp với thí sinh. Rồi, bây giờ bước thứ 2 là giao tiếp với lại quản lý ban tổ chức. Câu này Hằng cũng nói luôn cho các bạn thí sinh đi thi Hội Hoàng Vũ Việt Nam luôn, là cái team quản lý là một cái team gọi là tình báo là cho ban giám khảo. Tại vì ban giám khảo không lúc nào cũng 24/24 giờ với em. Chỉ có thí sinh và quản lý mới là 24/24 giờ với em. Nên mọi hành xử,
mọi gọi là hành động hay là giao tiếp như thế nào em cũng phải đừng có tính toán quá nhưng mà phải tự nhiên ấy. Và đừng có thể hiện là mình là như thế này, mình như thế kia, mình phải như thế này, mình phải như thế kia. Giống như là mình không có giao tiếp với người ta vì mục đích. Những cái vẻ đẹp về hình thể này, vẻ đẹp về ứng xử này thì ban giám khảo sẽ trực tiếp thấy em trên sân khấu của các hoạt động trong đêm bán kết, đêm chung kết và trong cái phần interview. Nhưng mà cái vẻ đẹp về tính cách của em á thì sẽ là do ban tổ chức họ chia sẻ đó. Còn một cái nữa đó là giao tiếp với lại ban giám khảo. Cái này quan trọng. Em nghĩ là giao tiếp với ban giám khảo thì hầu như là em không biết là các năm trước của chị các chị như thế nào, nhưng mà với năm em thì hầu như là các thí sinh hầu như không được phép gặp ban giám khảo trừ cái hôm mà buổi phỏng vấn trực tiếp. Còn mấy năm của chị không một ai xuất hiện hết. Ngay cả trong Miss Universe Việt Nam cũng vậy, ban giám khảo không có được tiếp xúc quá gần với thí sinh. Em nghĩ là cái concept đó mang đi thế giới cũng y chang, nên là những cái phút giây mà tiếp cận với ban giám khảo là vô cùng quan trọng, điểm là ở đó đó. Nhưng mà ban giám khảo nhìn cũng rất là ra nha. Em nghĩ là toàn là những người có rất là nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nhiều chuyên môn. Vậy là trong cái phần phỏng vấn interview, 8 phút là 8 phút vàng. Theo kinh nghiệm của chị Chấm á, thì cái cô gái nào mà hỏi được càng được hỏi nhiều thì càng tốt. Chính xác. Nhưng mà em thấy năm của em là không, tại vì không thể được hỏi nhiều càng tốt, tại vì chỉ cần khi mà có thời gian, cái chuông chỉ cần gõ một cái beng là tự động mọi giám khảo đều im lặng hết và mình phải di chuyển. À, như vậy để đảm bảo là công bằng cho tất cả các em. Nhớ năm của em nhanh lắm á. Ôi nhiều thứ quá, nhớ hết không em? Chắc được á, chị nghĩ là chắc không, được tới đó thì Duy em nói Duy sẽ biết. Không sao. Ok tới Vân nhờ. Vân rút đi. Từ nha, rớt con cá là uống rượu. Ôi uống rượu là ai mà làm rớt. Đó rồi tới chị My. Thôi tuần này bỏ lên nè, chị đó có không? Đối với lại các chị em của nhà hàng Vũ á, thì cái dịp mà hội ngộ chị em như vậy á, có lẽ như là một năm có một lần khi mà có một thí sinh chuẩn bị đi thi nước ngoài. Cũng rất là vui khi mà gặp lại chị em, và đặc biệt là sau một cơn đại dịch rất là dài mọi người không có gặp nhau. Cho nên là mình rất là vui khi mà thấy các em của mình phong độ vẫn vững vàng. Đi thi chưa có căng thẳng như sao bày rồi mới chọn mệt thiệt luôn. Không có đi thôi à? Không có luôn. Mình có chữ trình gì đây. Từ từ nè. Nó cứng không? Nó cứng không? Tiếng. Có gì không? Nguy hiểm quá. Ai? Trời ơi, bắt chúng quá. Chúng cái chủ đề yêu thích của Duyên. Chủ đề luôn làm Duyên quan tâm hả? Em nghĩ là nếu như mà thức ăn á thì một cái món đầu tiên không thể thiếu đó chính là mì gói Vi Phong. Tại vì trong cái khoảng thời gian mà em đi thi á là lúc đó là em đem theo mì rất là nhiều, và hầu như các bạn thí sinh xin mì rất là nhiều. Các bạn thí sinh châu Á, đặc biệt là châu Á, rất là thích ăn mì. Và nhiều khi đến đêm gõ cửa hỏi Miss Việt Nam có mì không, cho mì, xong rồi ngồi ăn trong phòng rất là dễ thương. Và em sẽ đem theo phở Vi Phong nè, mì Vi Phong nè, với cả bánh tét lá cẩm. Trời ơi, đem được bánh tét luôn hả? Em rồi phở ra. Em hỏi chị My rồi, chị My bảo là đem được. Tại vì em nghĩ là mấy bạn rất là thích, tại vì nó cũng giữ rất là dễ lâu, ăn. Giữ được lâu. Chị dạ, nó đóng gói thì giữ được rất là. Nhưng mà vui một cái là tại vì khi mà mình nói ra cái thương hiệu mì của Việt Nam mình là mì Vi Phong đi, thì các bạn hoa hậu các nước khác biết. Các bạn nói là mình có ăn mì này nè, mình có mua mì này, mình có ăn mì này nè. Thì các bạn có nói như vậy thì lúc đó sẽ rất là vui. Rồi bắt đầu tiếp câu chuyện ăn uống. Nước bạn có món gì, rồi nước tôi có món gì, bạn qua nước mình đi, mình sẽ coi là sẽ tiếp tục những cái câu chuyện về thức ăn. Nhưng mà quay lại là đương là quan trọng nhất là em dễ ăn không? Có chị nghĩ là câu hỏi cái này á nó. Nãy giờ lo cho người khác. Đúng rồi. Em dễ ăn lắm. Em dễ ăn không? Em đang lo là em sẽ bị tăng cân. Nhưng mà ở Israel thì không, chị mới sẽ rất là nhiều kinh nghiệm ăn uống. Ở Israel á, có người nếu mà thích đồ ăn sẽ rất thích, nhưng mà có người không thích thì sẽ rất không thích, không ăn được cái gì hết, bởi vì mọi thứ của nó sẽ hơi lạc lạc, tại vì đồ ăn của Địa Trung Hải mà nó sẽ rất là healthy, đúng không? Cho nên là nó ít gia vị nè, mọi thứ nó đều khá là, ví dụ như em ăn ô liu thì nó sẽ ăn ô liu với dầu chẳng hạn. Đó nó hơi lạc lạc, đa số là salad dựa trên này. Cái đậu hoặc là salad, hoặc là họ ăn rất là nhiều về thực vật, nhưng mà trái cây rồi bên Israel rất là ngon. Nhớ Nhớ.
biến gì em. Chị không tin là em qua đây em tăng cân. Chị nghĩ là đến ngày cuối cùng nhiều khi là Duyên sẽ bị tụt ký rất là nhiều. Đa phần là như vậy, tại vì cái lịch trình dày quá. Cái lịch trình dày. Em tụt 7-8 ký. Nhưng mà có một điều là chắc là phải đem theo những cái đồ ăn mà mình thích ăn. Để mà rồi kẹo, sô-cô-la, những cái mà để sợ bị tụt đường. Rồi những cái bánh protein nếu cần. Nói chung kẹo sô-cô-la, protein gì thì ở bên đó đều có bán hết. Nhưng mà em không có được đi ra ngoài. Chuẩn bị từ giờ luôn. Chỉ duy nhất một mình em trên hành trình đó. Tới lúc đó là em cố gắng em tranh thủ thời gian. Và đừng nên ngủ nướng, đừng bao giờ có một cái suy nghĩ là ngủ nướng nửa tiếng hay 15 phút đi luôn á sẽ là bị chậm giờ. Chậm luôn á. Nhưng mà thực ra chị lo cái vụ giấc ngủ luôn. Chị thấy các bạn thí sinh đi thi trời là chị cũng thiếu ngủ khủng khiếp. Năm nào năm cơm thi hả? Ngủ thi thì thật mừng rồi á. Dạ, ngủ được 4 nhưng mà em yên tâm bây giờ chưa thiếu ăn thiếu ngủ. Nhưng mà cái lúc mà em bắt đầu em make up xong rồi em mang trang phục thật là đẹp lộng lẫy rồi em bước ra cái là em quên hết những cái gì hết, thiếu ăn thiếu ngủ hay là chân đau quên hết. Không thể nói trước là em không bị mất ngủ cho nên em phải tập điều tiết giấc ngủ từ bây giờ bằng cách là thiền. Nó có trên YouTube, nó có là 30 phút thiền buông thư trước khi ngủ á, thì chị hy vọng là qua đó là mệt bỏ. Dạ đúng rồi chị, nằm xuống cái là em đúng mất không? Tỉnh nhân sự, không còn biết gì nữa tại vì rất mệt. Cái lúc mà về á, nếu mà để chân được lên tường á, 15 phút hay 10 phút thì càng tốt, nó đỡ bị trục rút chân á. Ba tuần mà mang giày cao gót mà em đi liên tục vậy là đau lưng nè, mà tối ngủ em còn có còn một cái cơn là cơn bị trục rút á. Bởi vậy phải dành thời gian, cái lúc đắp mặt nạ là dành thời gian đưa chân lên là hẹn giờ 10 phút. Chị á là lúc mà dị thi là chị hay ngâm chân bằng nước nóng á. Nói chung là có nhiều cách. Muối muối hột đúng không chị? Đúng rồi, muối hột á là nó sẽ phục hồi được cái chân của em, nó không có mỏi. Rủ bạn cùng phòng ngâm chung cho vui. Để gửi mặt nạ gọi là gì đó, cái gì mặt nạ ngủ á. Cái mặt nạ ngủ á. Dạ. À, để chị gửi cho em. Đó, chị Diễm tài trợ nè. Hay quá. Mấy cái đó gì mấy cái đó. Đúng rồi nè. Cái gì Trình nè. Ai rút vậy? Chị rút. Chị Diễm rút luôn đi chị Diễm. Dạ. Nhưng mà chị đụng tay vô rồi. Tay vô rồi. Là phải rút hả? Dạ đúng. Rút xong là ngã rồi mình nói về cái vấn đề này xong rồi. Em hay quá. Từ chưa ngã. Ngã. Ôi tôi ai cho đấy. Ai cho rồi thấy ngã rồi. Chị chơi chơi nè. Chơi dễ của em đầy. Từ từ nè, từ từ nè. Hay nha, hay nha, rút rồi hay nha. Rút ra được là chị. Gỡ. Chị đi vào điện thoại luôn. Mình đi uống hả? Hay là tất cả vậy? Thôi chị lấy cái thanh đó ra luôn đi cho nó rớt luôn. Từ em mình phải tự tin chứ. Nó xoay luôn mọi người. Chết rồi. Trời ơi, không rớt là hay lắm nha. Không rớt là hay nha. Nghiêng qua đây cưng. Tập chương trình. Nay cho các em nó đây em mời chị ăn sáng. Ăn sáng nè. Cái này là gì vậy chị? Mình chia ra. Được biết chia. Vậy là đây có 5 ly. Thôi đúng rồi, đừng có chia mà hãy lấy chung ly. Lấy em. Đúng rồi. Cái này là ly chúc mừng cho Kim Duyên nè. Bây giờ cũng ly cho chị Diễm lấy khí thế. Lấy khí thế mình nè. Kinh khủng thiệt luôn á cái muối. Chanh muối hả? Đúng rồi. Tập chương trình thì có rất là nhiều đúng không chị? Đúng rồi. Và thường là biên đạo sẽ rất là nhanh. Lần đầu tiên sẽ là kiểu gì xong một lần. Xong lần thứ hai bắt đầu rap, lần thứ ba là vô diễn luôn. Cứ liên tục như vậy. Mà cái này là một cái điểm rất là quan trọng này. Em phải nhớ em đứng với ai nha. Tại vì mỗi cái bài là em đứng với rất là nhiều người khác nhau. Không phải là đứng theo số thứ tự hay là không phải là đứng theo bạn cùng phòng đâu. Em đó em phải nhớ là phía trước của em thế nào, phía sau của em như thế nào, rồi hai bên như thế nào, rồi nói chuyện với mấy bạn các bên nữa. Nhiều lúc mà mình quên đó, các bạn nhắc mình. Rồi phải tập trung. Trời ơi, chỉ lớn được như cái cọp luôn. Tại vì cái tuyến đi nó quan trọng cực kỳ luôn. Em mà sai tuyến đi một cái đi ha, là em sai luôn nguyên một cái bài. Và lúc đó là em cũng bị điểm xấu với lại ban tổ chức. Với cái thời gian học tập và rèn luyện rất là gian nan, rất là áp lực, cho nên bây giờ thì cô gái của chúng ta đã ngày càng trưởng thành hơn rồi. Và ngày càng xinh đẹp hơn. Vì em nha, cái nào em thấy là em nên nhận được nhiều sự góp ý để cho em thay đổi nhất. Muốn nói về hô tên. Em đang ấy là không biết là năm nay kéo được hô tên giống như năm của chị Hen hay chị Thùy không, mà sẽ là giống như năm của chị Khánh Vân. Năm của em á là Thu Voi, xong rồi em cũng sẽ dùng Nguyễn Trần Khánh Vân Việt Nam. No. Dạ, nói chung là mình chỉ đọc nhẹ nhàng Nguyễn Trần Khánh Vân Việt Nam. Mình phải suy nghĩ là mình đọc là Việt Nam hay là Việt Nam. Tại vì thường á người nước ngoài họ sẽ Việt Nam, họ sẽ hiểu là Việt Nam nhiều hơn là Việt Nam. Tại vì nếu như mà Thu Voice thì em nghĩ là chắc là phải nói bình thường, còn nếu như em mà được đứng trên sân khấu mà hô tên thì mình cứ hô theo kiểu mình thích thôi. Em nghĩ vậy. Tại vì Thu Voice mà to quá là nó bị chuẩn bị cả hai option. Ở chị, nếu như mà được đứng trên sân khấu để hô tên thì các chị nghĩ là em nên hô to là Việt Nam hay là Việt Nam? Em
Nếu như bạn hô to thì em vẫn hô là Việt Nam. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Việt Nam. Nó kỳ lắm là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Việt Nam. Nó khác. Em chỉ cần đọc tông vừa thôi và to là em, được. Em thử thử. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Việt Nam. Nỗ lực quá nè, em nghe em còn nổi da gà nè. Mày cảm thấy rất là phấn khích cho Duyên. Mày thấy được những cái sự tiến bộ của cô bé và cảm thấy rất là hãnh diện về cô bé đứa em của mình. Dạ đây là hai bộ dạ hội của em. Thì hiện tại thì em cũng chưa có biết quyết định là bộ nào sẽ cho bán kết, bộ nào cho chung kết. Thì mấy chị nghĩ như thế nào? Theo như chị nghĩ á, nhiều lúc mình không có ok cái xác suất của chị đi, tại vì chị không có vào được chung kết hay là chị không có thể được thể hiện cái bộ đẹp nhất cho đêm chung kết, nên là phải mang cái bộ đẹp nhất cho bán kết. Vậy thì chọn cái bộ quan trọng nhất cho cái bán kết để em có thể tự tin nhất và hình ảnh các em đẹp nhất. Và em nghĩ là cái quần áo quan trọng nhất là khi mà mình mặc là mình cảm thấy thoải mái, chứ không phải là vì là mọi người góp ý mình như thế nào đâu, mà là mình mặc mình tự tin, mình thoải mái, mình có thể trình diễn được, cái đó mới quan trọng. Mà em còn đang có cảm giác là em có thể chọn bộ vàng đó cho cả bán kết chứ. Em đang thiên về cảm giác đó đúng không? Em đang thiên về cảm giác đó đúng không? Tại vì em rất là thích bộ vàng, thật sự rất là thích bộ vàng. Em vừa thích mà vừa thoải mái nên em lấy nó đi. Em lấy đi. Vậy thì còn chân chơi gì nữa? Em có hỏi góc nhìn nhà thiết kế không? Có nghĩa là anh cảm thấy bộ nào là của em nhất không? Anh Hòa thì rất là thích bộ vàng. Anh Hòa bảo là trong ý tưởng của anh. Bộ vàng là giống như kiểu là vừa làm ra xong phát là thích vào người em. Ok thôi bây giờ quyết định như vậy nè, cho nên hai bộ. Chị mặc bộ bạc, em mặc bộ vàng. Chị mặc bộ bạc coi lên chung kết của em. Em mặc bộ vàng, em gì chung kết cho chị coi. Ok là ngày hôm nay thì thật sự là em rất là cảm ơn các chị đã có những cái chia sẻ đến với em. Ít ngày nữa thôi thì em mới lên đường rồi. Mà em thật sự rất là hy vọng là các chị sẽ đồng hành cùng em. Chị My chắc chắn đi rồi. Chị đi qua đó chị chơi mà. Là toàn gì nữa? Thôi nói chung là chúc em lên đường may mắn thôi. Phải giữ tâm thế rất là thoải mái để nghỉ ngơi một chút chứ được để dưỡng lại da nè, rồi tinh thần nè, giấc ngủ nè, sức khỏe. Không hứa trước nhưng mà sẽ cố gắng hết sức thôi chị để đi, qua chị ủng hộ đi. Em nói chung là nếu như mà các chị ở nhà Hoàng Vũ không thế nào bay qua đó cùng với em, nhưng chắc chắn là trái tim luôn hướng về em, và không chỉ riêng các chị mà chị nghĩ là cả Việt Nam sẽ hướng về em. Lên. Nói nổi da gà này, băng nói gì nổi da gà này chứ là nói chung là cố gắng nha. Thôi em chị mình tâm lý rất là sẵn sàng, tại vì đây là cái chuyến thanh xuân của mình nên là tận hưởng, tận hưởng. Dạ, sống một đời thôi em. Dạ, được. Dạ. Anh phụ nhiều nặng. Đồ gì tâm lớp vậy? Mà đồ hiểu không nè? Tập hợp của em. Da ngầm đúng không? Không, đồ mượn. Ủa nhưng mà em mượn ai được mấy cái túi xinh quá vậy? Em mượn chị Lê Hằng với lại chị Khuê, chị Hen. Trời, mọi người yêu quá yêu thương em luôn á, mới dám đưa em những cái túi hiệu này tại vì nó rất là đắt. Anh biết gì không? Chị Lê Hằng cho em mượn một cái này rất là giá trị. Đây, một chiếc đồng hồ. Đó, đây là cái đồng hồ của Lê Hằng nè. Nhưng mà anh thấy cái việc mà mượn đồ này nó cũng không có gì gọi là ngại hết á. Yeah. Tại vì những chị đã rất là yêu thương em mới có thể cho em hỗ trợ cho cái quá trình này. Yeah. Và việc mà mình hạn chế cái việc mua những cái sản phẩm mới á, nó cũng là rất là phù hợp với tiêu chí cuộc thi năm nay. Dạ. Yeah. Thời trang bền vững. Đúng rồi, tích cực. Năm nay là quay lại. Dạ. Yeah. Thiết bị cũ. Từ nay anh hãy gọi em là Miss mượn đồ nha. Nhiều đồ quá. À rồi, trong cái danh sách hôm trước mà anh gửi cho em á thì có một cái món rất là đặc biệt mà anh nghĩ là em phải chuẩn bị nữa, đó là cái món quà dành cho các bạn cùng phòng cũng như là các bạn các nước, bạn bè của em trong cái chuyến đi thi này. Em chuẩn bị gì chưa? Em chuẩn bị 8 bộ bà ba. Ủa 8 vậy? Màu. Em đang chuẩn bị thêm bánh tét để mà tặng cho mọi người nữa. Đúng rồi, em phải đặt hàng ngay mới được. Ở Lazada có order. Ủa, luôn. Lazada có cả bán cả bánh tét luôn em. Dạ đúng rồi. Mà em có một cái này rất là hay chị với anh nè. Tại vì hôm vừa rồi á, em mới đi qua Nam Á thì có thể dùng cái thẻ, một cái thẻ gọi là Happy Digital. Và khi anh liên kết cái thẻ này với Lazada thì anh lại còn được hoàn tiền nữa cơ. Wow, hay. Vậy tính là mình tiết kiệm được rất là nhiều luôn. Dạ đó. Đúng rồi, đây. Ngoài ra thì em còn phải đem theo cà phê nữa. Thật sự là em cần phải uống cà phê mỗi ngày luôn á, để mà kiểu giữ cái sự tỉnh táo nè. Và em nghĩ bạn bè cùng phòng hoặc là bạn bè thân thiết cũng rất là thích cà phê đôi dép với là trà. Chợ Long thì uống giữ ấm. Dạ. Yeah. À nhưng mà em còn phải đem theo đồ ăn phòng khi em đói cũng như thèm hương vị quê hương nữa. Hủ tiếu Nam Giang của Vi Phong em thích lắm. Anh
biết mà em rất là thích ăn dạ. Một xíu. À còn một phần mà tụi anh có chuẩn bị cho em nữa đó chính là dạ. Những cái khẩu trang. Năm nay thì cũng có bên Softeria cũng tài trợ cho em khẩu trang. Dạ. Để tham gia suốt cái quá trình đó và trên khẩu trang mình có in màu, in hình nữa và cả lá cờ Việt Nam và cả tên em nữa. Ôi em thích nhất là cái lá cờ Việt Nam năm chị Khánh Vân đi, em rất là mê cái đó. Đó là hình như nó tới 4 năm lớp rồi. Đúng rồi, nó là một cái khẩu trang đặc biệt và dạ. Nó bảo vệ môi trường khi mà nó có một lớp vải bên ngoài yeah. Khi mà mình sử dụng thì mình chỉ thay cái lớp bên trong thôi, là cái lớp mà bảo vệ kháng khuẩn á yeah. Còn bên ngoài thì mình có thể giặt và mình phơi mình sử dụng lại. Nó cũng là một cái mình tiết kiệm được cái việc là mình sử dụng khẩu trang một lần yeah. Và cái khẩu trang đó thì nó có lá cờ của em thì em cũng có thể tặng các bạn để làm kỷ niệm nữa. Rồi ở đây thì mình đã có rất là nhiều phụ kiện, túi, sách yeah. Rồi nhưng mà mình còn quần áo em. Mình còn phải fitting lần nữa để chốt với nhau tất cả những trang phục nào sẽ mặc. Như đã nói thì mình sẽ chỉ mang tất cả những cái trang phục nào mà mình chắc chắn sẽ mặc thôi, để hạn chế cái việc là mang đi quá nhiều. Và tất cả những cái trang phục mà mình chuẩn bị mang đi á, thì mình cũng sẽ có một cái buổi chụp ảnh, nên mình cũng cần fit lại cho nó hoàn thiện hơn. Dạ, nhất trí. Bây giờ mình đi thử lại tất cả những cái đồ mà mình sẽ đem đi nha.